1 2 3 4 5 6 7. Hai con này có được hai miệng to cả nhà, con này tầm tầm. Chào các bạn nha. Hôm nay tiến hành câu cá các bạn ơi. Là khu này nè cả nhà. Đây. Thì mình 6 giờ mình câu cũng được hai con rồi cả nhà. Mình không có quay. Hai con mà câu mình kinh á, quay quá mình không có quay. Giờ mình đang câu bài này mình quay cho cả nhà mình xem nha. Con cũng trọng lắm rồi nha. Đây, hai con của mình đây. Bá luôn nha, cặp luôn á. Con này cũng 400 gram đó nha. Hai con rồi. Cũng ăn rồi nha. Đó, hai con. Hai em ha. Rồi. Câu bài này nó có qua cắn mình quay cho cả nhà mình chia sẻ cả nhà mình xem nha. Bổi luôn rồi dính hết á. Rồi dính rồi nha. Rồi dính rồi nha. Rồi mình giải ra con thứ ba của mình luôn nè. Ra con cả nhà. Đây có cắn nữa mình quay cả nhà mình xem nha. Những bài nhỏ nữa cả nhà, mình đang nhỉ nè cả nhà. Đó. Đó. Mình nhỉ cho nó có cắn không? Cắn mình hạ chân quay xem quay cho cả nhà xem nha. Cái đường đan nha. Câu cặp mấy kinh 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 nha, cặp cặp sườn sườn. Nó cắn rồi mình cứ mồi cái nha.
cây của mình luôn cả nhà. Mấy con dính con mà mình quên bấm máy luôn đó nha. Cái này cả nhà, cá này cả nhà. Ui, trọng đây cả nhà. Đó. Đó, gỡ bỏ vô cả nhà. Không cũng được. Đây. Tôi được 5 con cả nhà. 4 con. Như ngoài con mới câu là được 5 con. Bốn em ở nhà. Cái em này nữa là 5 em ở nhà. Em thấy em luôn. Đó. Em là tặng luôn nha, thấy nhiệt luôn. Hiện bầy con đỏ luôn cả nhà. Chỉ có nó có cắn không? Cắn mà xong nó có cắn mình quay cho cả nhà xem nha. Mình câu nè, đây là sau lưng bãi rác nha cả nhà. Ai vô vô nè. Chỉ có nó cắn mình quay cho cả nhà xem nha. Thấy đây ngõ có đèn đen lên nè cả nhà, đó con đèn đen chớp chớp cả nhà thấy không. Rồi giờ mình nữ luôn cả nhà ơi. Mình nhớ cái này cắn quay cho cả nhà xem không. Thank you.
cũng đang đi về luôn cả nhà, mệt quá tại mệt. Về nè. Nó mình vô tới nhà mình bắt mấy con cá ra cho cả nhà xem nha. Nay cũng được 7 con cả nhà. Mà đều nó không bự, nhỏ nhỏ. Đó. Ở nhà mình nữa cả nhà. Nhà mình bên kia kênh. Và mình bắt cái xong mình bắt cái gà cho mình nhà xem nha. Cơm nước giờ có 11 mấy rồi nha. Rồi mình bắt mấy con cá ra luôn cả nhà ơi. Bắt ra luôn rồi. Mình bắt ra xong mình cho bò. Được em bự nè. Đây cũng tạm rồi ba. 4 6 7 cá tí tí gì không à. 1 2 3 4 5 6 7 2 con này có được 2 miền to cả nhà, con này tầm tầm mấy người nhỏ xíu nha. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn, hẹn gặp lại clip sau nha. Mệt quá tôi mệt cả nhà.